trận chung kết đồng đội nam giữa hai đội Hà Nội và các đội giữa hai vận động viên Dương Văn Nam của quân đội và Nguyễn Nam Hải của Hà Nội. Dương Văn Nam ra bóng. Thank you.
Thank you.
đấu tiếp tục, đây là ván thứ ba. Dương Văn Nam của quân đội ra bóng. Thank you.
Rồi tiếp tục phần thứ tư. Hải giao bóng. Thank you.
Trương Văn Nam đã thắng Nguyễn Nam Hải của Hà Nội với tỷ số 3-1. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy like và subscribe kênh để có thể cập nhật được những video mới nhất, cũng như là có thể theo dõi được các cái giải đấu liên tục mình cập nhật trên kênh YouTube Lâm Đằng Xét. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau. Xin chào.